Sáng cho người thêm niềm vui, chiều dẫn người vẫn mẹ về nón lá nghiêng che,
gió đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai màu lam bay thương tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng rằm vàng chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng, dưới bóng từ bi lời kinh thiên tha nguyên cầu, hòa chung tin mõ ngân vang bên mê bờ giác khơi nguồn. Trăng sao tỏa ràng thiên môn niết bàn, chùa tôi dưới bóng trăng đàn em vui múa ca, hồn nhiên tươi thắm như đoá hoa hồng nhung. Dù giáng đang khó nguy, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm lên trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây cao lá reo, chùa tôi long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chuông chùa trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường, lửa thiền xiêm nơi nơi pháp luân, truyền ánh đạo vàng chúng sanh giác ngộ từ quang nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui chan hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như thái dương rạng soi.
chung xanh an lành vượt qua bao khổ đau triền miên đêm ngày nhớ tâm cứu niềm A Di Đà. Ánh mắt ngài nhìn xuống tựa ánh dương sáng soi chiều một ngàn tia sáng dẫn lỗi cho chúng con vượt bóng đêm mịt mờ tìm đến nơi cực lạc. Cùng nhau ta đến nơi đây nghe lòng thanh hát an vui, về đây nghe tiếng chuông ngân như về nơi miền tinh đô. Cùng nhau ta đến nơi đây nghe lòng thanh hát an vui, về đây nghe tiếng chuông ngân như về nơi miền. Giữa trời mây
đẹp người như hoa sen xinh xinh bãi cỏ non, mặt trời trên đỉnh núi sương bay những nương đồi chim tung cánh ngàn khơi. Dù bình minh hay những khi chiều sao lắng câu đạo lý quy để nghe trong tiếng chuông nhẹ đưa là đạo thiêng sao thiết tha ấm lòng Phật người cha cao quý trên trần gian. Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, Phật tử, bà con nhân dân, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc quý vị một năm mới, năm 2017, đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc phúc, đắc thọ, đắc vinh hoa. Thank you.
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa các vị lãnh đạo chính quyền các cấp, quý vị quan khách cùng quý Phật tử xa gần, hôm nay vào buổi sáng đẹp trời ngày 8 tháng 2 năm Đinh Dậu, dưới mái chùa Pháp Ấn, thôn Nghi Phúc, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thân thương, toàn thể tăng ni và Phật tử gần xa đang lô lức phấn khởi hoan hỷ tổ chức lễ đúc đạn hồng chung để gióng lên những tiếng chuông huyền diệu nguyện cầu cho tổ quốc vinh quang, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Giờ đây trong không khí trang nghiêm thanh tịnh này, hiện tọa đạo tràng mười phương chư Phật hồn thiêng sông núi, các vị Bồ Tát Hiền Thánh Tăng đã hội tụ về đây để chứng minh gia hộ đại lễ. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thông niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bản Sư cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng toàn thể đại chúng an toàn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, tiếng chuông vượt núi nen sông vào làng tức tỉnh dân lông ra đồng, chuông không ngại ngày đêm mưa gió, chuông không vì sông núi bể đèo ngăn. Tiếng chuông, tiếng của chuông là bản thể xa xăm đây vọng lại mấy nghìn năm âm hưởng. Thật vậy, tiếng chuông thong dong dì dị đưa người quay về giác tánh, thực tỉnh cơn mê, sinh tử đêm dài hồng chung tỉnh mộng. Nhìn vào những ngôi chùa rêu phong tuần tịch hậu, lúc hoàng hôn buông phủ xóm làng, hay những lúc canh gà tản sáng hương thôn, tiếng chuông chùa lại nhân dài một âm thanh nhẹ nhàng siêu thoát. Âm thanh ấy lan xa tận đầu thôn cuối xóm, nguyện vào trong những làng khói biếc ngoạn mênh mang và mang theo cả hương vị của đất trời, trở về ấp ủ trong từng nhịp thở của người dân. Tiếng chuông chùa đã âm vang mấy nghìn năm lịch sử và vẫn còn lắng đọng trong tâm hồn của người dân Việt ngày nay và mãi mãi nghìn sau. Hòa chung không khí tưng bừng hân hoan của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và nhiều sự kiện trọng đại khác của đất nước. Trong tiết thời xuân ấm áp hôm nay, dưới mái chùa Pháp Ấn, viên lành hội tụ tăng tục đồng lòng tổ chức lễ đúc đại hồng chung, ngưỡng mong đem tiếng chuông lấp cả tiếng trầm, đem tiếng giác hòa tan tiếng vọng, kêu gọi kêu mọi người quay về với tánh giác trơn thường vắng lặng. Tất cả tiếng là tiếng hồng chung thấu triệt, tất cả thanh là thanh diệu pháp triều âm. Về tham dự lễ đúc đại hồng chung hôm nay, ban tổ chức chúng con xin cung kính giới thiệu. Về giáo hội chúng con xin cung kính giới thiệu có đại đức Thích Cực Pháp, trụ trì chùa Pháp Ấn, trưởng ban tổ chức đại lễ đúc đại hồng chung. Về tham dự đại lễ đúc đại hồng chung hôm nay, chúng con cũng còn nhận thấy có chư tôn đức tăng ni trụ trì các ngôi tự viện tịnh xá trong và ngoài tỉnh cũng hoan hỷ quang lâm về dự. Chúng con xin đồng cung kính giới thiệu. Về phía chính quyền,
chúng tôi xin vinh dự được đón tiếp và giới thiệu ông Nguyễn Bá Phước, Bí thư Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã An Bình. Ban tổ chức xin cung kính giới thiệu ông Đỗ Trọng Dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Dự, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Bình. Ban tổ chức còn nhận thấy có sự hiện diện của các đồng chí là thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Bình cùng các ban ngành cũng đã về tham dự lễ đúc đại hồng chung hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu chung về đại diện các cấp chính quyền xã Thanh Nam. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đăng Bá Hoành, Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cùng các vị đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Thanh Lang cũng đã về tham dự những lễ đúc đại hồng chung hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi còn nhận thấy về tham dự lễ đúc đại hồng chung sáng hôm nay còn có sự hiện diện đông đủ của quý vị Phật tử thập phương xa gần. Ban tổ chức xin đồng trân trọng giới thiệu chung và nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức chúng tôi còn nhận thấy có sự hiện diện của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền đại diện cho xã Đại Bái cũng đã về tham dự đại lễ ngày hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm gió sớm trăng rằm, thủy thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Ngôi chùa Việt Nam, thủy thanh đạm và âm thầm như thi sĩ Nguyễn Bính đã mô tả, mà đã là tất cả những gì đằm thắm thân quen, mang nguồn an ủi vỗ về đối với cuộc sống của người dân trước những dồn dập biến thiên của lịch sử. Chỉ với chất liệu đơn sơ mộc mạc chân thành, nhưng ngôi chùa Việt Nam đã thể hiện trọn vẹn linh tinh thần cứu khổ ban vui bằng tất cả tấm lòng bao dung tỉnh thức. Đó là tượng trưng của một cái gì cao đẹp thầm quý nhất của gia đình, của quê hương đất nước. Chuông chùa điểm nhẹ từng đêm, hoa cau rụng trắng bên thềm trăng xưa. Mõ kinh còn vọng sớm trưa, lời kinh ngày cũ vẫn chưa nhạt nhòa. Những chuông mái chùa đã sớm tối đồng hành với người dân quê Việt, đã cùng nuôi dưỡng tâm hồn cho biết bao thế hệ cùng nhau xây dựng quê hương xứ sở ngày một phong nhiêu phồn thịnh. Hình ảnh ngôi chùa êm đềm bao năm tháng với lời kinh tiếng mõ trầm bổng nhẹ nhàng, và nhất là tiếng hồng chung ngân nga trong chuông sớm hay dìu dặn dưới ánh trăng đêm, đã lan tỏa thâm nhập vào nhân gian, tạo nên những rung động sâu sắc trong hồn người Việt. Mái chùa bình yên còn đó thì tiếng chuông chùa vẫn mãi ngân vang, tiếng chuông còn ngân thì đạo lý cao đẹp của tổ tiên còn có mặt, và phẩm tính cao đẹp của dân tộc càng được phát huy. Hình ảnh đó, âm thanh ấy là nơi hội tụ của sự cởi mở và bao dung, làm vơi đi những khổ đau dằn vặt của con người, tạo dựng một quê hương thanh bình. Mái chùa hồn nước hồn non, hồn dân tộc Việt trong von mái chùa. Nước non thuận gió hòa mưa, nhân dân nước thịnh mái chùa thêm sinh. Em ơi biết mấy là tình, cứ đâu ta cũng đinh linh nhớ chùa. Để mở đầu chương trình, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Tục Pháp, trụ trì chùa Pháp Ấn, trưởng ban tổ chức lên phát biểu khai mạc đại lễ. Xin cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cấp, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Bình, kính thưa toàn thể khách quý, thưa liệt quý vị, chúng con nhờ ân Tam Bảo gia hộ, được sự hoan hỷ chỉ dạy của thầy Hiệp sư
sự đồng thuận giúp đỡ của các cấp lãnh đạo và sự hảo tâm công đức cúng dường của toàn thể nhân dân. Chùa Pháp Ấn đang trong giai đoạn được trùng tu xây dựng một số hạng mục công trình. Thưa toàn thể đạo tràng, trong mỗi ngôi chùa thì tiếng chuông, tiếng mõ, lời kinh là những âm thanh phi diệu giúp cho mọi người được an lạc và tăng trưởng công đức. Trong kinh có dạy rằng khi tiếng chuông chùa được vang lên, quỷ thần nghe thấy đều chắp tay kính lễ. Nhờ đó mà chốn u minh đồ được thoát tội khổ, nơi địa ngục nhờ đó mà được thảnh thơi. Người thượng căn nghe tiếng chuông thì minh tâm kiến tính, sớm được ngộ đạo. Người hạ căn nghe được tiếng chuông thì nghiệp trong sạch, tâm ý vắng lặng. Thế nên công đức của việc đúc chuông thật là vô lượng vô biên. Nay nhà chùa nhận được sự hảo tâm công đức cúng dường của các đại thí chủ phát tâm công đức, chùa Pháp Ấn long trọng tổ chức lễ đúc đại hồng chung để cúng dường lên 10 phương chư Phật. Nhà chùa xin thay mặt cho toàn thể nhân dân Phật tử ghi nhận và tuyên dương công đức của các gia đình, các Phật tử, các mạnh thường quân, chư vị khách thập phương đã phát tâm công đức đúc đại hồng chung chùa Pháp Ấn. Mong nhận được sự hảo tâm công đức để của quý vị để cho chùa Pháp Ấn sớm được hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng. Sự hảo tâm công đức của quý vị Pháp nhà chùa cùng nhân dân xin được ghi nhận để lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Chúng con xin được đê đầu bái tạ chư tôn thiền đức tăng ni đã hoan hỷ quan lâm chứng minh và tham dự buổi lễ đúc đại hồng chung chùa Pháp Ấn hôm nay. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo tha hộ cho chư tôn thiền đức tăng ni pháp thể tinh an, tuệ năng thường chiếu, Phật sự viên thành, chúng sinh dị độ, phúc thọ nguyên trường, mãi là cây đại thụ của ngôi tam bảo. Nguyện hồng ân tam bảo thiên năng bát bộ hộ pháp thiện thần từ bi tha hộ cho quý vị lãnh đạo, các ban ngành các cấp, quý đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng thân tâm thường an lạc, gia đình mạnh khỏe bình an hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Cuộc đời là rất mộng dài mà mấy ai biết được. Con người sống chết bôn ba vì tiền tài danh vọng, nhưng cuối cùng rồi cũng mộng trắng hai tay. Vì vậy dù ai đi đâu về đâu, làm gì ở đâu, dù thành công hay thất bại thì cũng phải chuẩn bị cho mình một ít tư lương, một ít tư lương hay trong tâm hồn sâu thẳm, nhẹ nhàng thanh thoát để làm hành trang trên những chặng đường kế tiếp. Đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi cầu nguyện dân làng sống mến yêu, để cảm niệm ân đức cao cả của đại đức trụ trì cùng với quý vị hảo tâm, xin mời bà Lê Thị Thảo đại diện cho hàng Phật tử chùa Pháp Ấn lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời bà. Kính bạch quý hòa thượng, thượng tọa chư đại đức tăng ni, kính thưa chư vị khách quý, thưa chư huynh đệ thiện nam tín nữ, chùa Pháp Ấn đã từ một mảnh đất cỏ rậm rạp thoáng chốc đã mọc lên một ngôi chùa đơn sơ giản dị, để trú lắng che mưa cho chúng con về đây tu tập. Tất cả đều chung một lòng là làm trang nghiêm Phật cảnh, gian khổ chẳng nề hà, khó khăn chẳng quản ngại,
thầy cho chúng con mới có được ngày vui mừng rộn rã trong lễ đúc đại đồng chuông hôm nay. Gian khổ đã đi qua, một biến đổi thần kỳ, lắm lúc tưởng như mơ, nhưng đó lại là một sự thật vô cùng quý báu và cảm động. Quả thật vậy, nếu ai đã từng tập chân đến đây mới thấy được sức mạnh của niềm tin và sở nguyện được đăng bài chứng minh. Thiên thần ủng hộ, đúng là chùa lát như có bụt vàng, tuy rằng hiếu đồ thành hàng vẫn thương. Kính bạch quý hòa thượng, thượng tọa, chư đại đức tăng ni. Kính thưa chư vị khách quý, thưa chư huynh đệ Việt Nam tín nữ, chúng con không biết đã tạo được duyên lành từ bao giờ mà ngày hôm nay được dưới nước đang ngò của các bậc tôn túc đã đem phương tiện dẫn dắt chúng con từ trong rừng gai u minh rậm rạp đến chỗ quang minh tươi đẹp. Chúng con xin chân thành cảm nhận công ơn của đại đức trụ trì đã âm thầm thành bồ tát hạnh vẫn dập thiền xuôi ngược chẳng từ lao để chèo thuyền đưa chúng con chúng sinh đến bờ giải thoát giác ngộ an vui. Đặc biệt thầy đã dành cho chúng con một tình thương bao la không bờ bến, có chúng con luôn khắc cốt ghi tâm lời thầy giáo huấn Phật pháp dương minh do tăng già hàng hóa thiền môn hưng thịnh bởi đàn điệp tín tâm. Thật vậy, Phật pháp có được soi sáng là do chư tăng giáo hóa, thiền môn có được hưng long là do sự hộ trì của hàng Phật tử tín tâm. Chúng con sẽ lấy những lời thầy dạy làm khuôn vàng thước ngọc mà cùng bảo nhau của ít lòng nhiều để đóng góp cùng với đại đức trụ trì xây dựng nơi đây thành ngôi phạm vũ nguy nga tráng lệ, nơi tu Phật thanh tịnh trang nghiêm. Kính bạch quý hòa thượng, thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa quý vị khách quý, thưa chư huynh đệ Việt Nam tín nữ, tiếng chim nay bóng bồ đề, con chim cất cánh bay về tây thiên, trời Phật che chở bình yên, mây lành phù hộ xóm làng thôn quê. Nhân lễ đức đại đồng chung này, chúng con xin nguyện tiếng chuông thấu đến cửu trùng thiên để cho chúng con được tai qua lạn khỏi, nghiệp dữ tiêu trừ, đạo tâm kiên cố, bồ đề luôn được tăng trưởng. Cầu cho cửu huyền thất tổ của chúng con và chúng sinh nơi địa ngục được nghe tiếng chuông thấu rõ đường này, thoát vòng mê muội, ra khỏi u đồ, tiêu sinh tịnh độ, kính nguyện thế giới hòa bình, nhân sinh phồn thịnh. Trước khi dứt lời, chúng con thành tâm cầu nguyện chư tôn tiền đức thoát lạc nguyên trường, tứ đại điều hòa cửu trụ xa bà, mãi mãi là bóng cây che mát của hàng Phật tử chúng con nương theo trên bước đường sơ cơ học Phật. Kính chúc các quý vị khách quý sắc đẹp an vui sức khỏe thành đạt và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. A Di Đà Phật. Chuông vẳng lơi lao nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Phật giáo du nhập và phát triển tại Việt Nam trải qua hơn 2000 năm lịch sử. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trải qua không biết bao thịnh suy thăng trầm và bao nhiêu thời đại. Giờ đây, tinh thần của đạo Phật là một thành tố văn hóa quan trọng không thể tách rời với nền văn hóa của dân tộc. Vì vậy, hình ảnh ngôi chùa, tiếng chuông, lời kinh, tiếng mõ luôn lắng đọng trong sâu thẳm tâm hồn của bao thế hệ thi nhân của những người con dân Việt. Quê hương đạo Pháp thắm tình rời trong sử Việt mấy nghìn năm qua, hương từ Phật Pháp lan xa, liền thương một cõi vị tha tâm hồn. Đến tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay còn có các ông bà đại diện cho các cấp lãnh đạo chính quyền của các cấp thôn chùa Pháp Ấn và các cấp lãnh đạo chính quyền của các thôn bạn. Thời giờ này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Sung đại diện cho các cấp chính quyền lên có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông.
Kính thưa đồng chí Nguyễn Bá Cước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã An Bình. Kính thưa đồng chí Đỗ Trọng Dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình và các đồng chí đại diện thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc xã An Bình, và kính thưa các đồng chí đại diện cho các ngành đoàn thể xã An Bình. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Bái và các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Đại Bái. Kính thưa đồng chí Tăng Bá Hoành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Na và các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận xã Thanh Na. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, nơi tu học của thầy Thích Phục Pháp. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa các vị đại biểu chính quyền, ban ngành các cấp. Kính thưa nhân dân và các Phật tử gần xa. Trong khung cảnh long trọng của buổi lễ đúc đại hồng chung chùa Pháp Ấn thôn Nghi Cúc, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, tôi rất vinh hạnh được phát biểu trong buổi lễ tràn đầy ý nghĩa và vô cùng hân hoan phấn khởi của toàn dân hôm nay. Thay mặt cho lãnh đạo chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời chào thân ái, đoàn kết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể chư vị. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, Đạo Phật là một tôn giáo luôn gắn bó với dân tộc như nước thấm sâu vào lòng đất. Điều đó đã thể hiện suốt chiều dài lịch sử Phật giáo thế giới nói chung và lịch sử Việt Nam nói riêng. Hơn 2.000 năm, Phật giáo hiện diện ở Việt Nam đã trở thành một tôn riêng của dân tộc Việt. Đất nước phồn thịnh, Phật pháp được triển đương. Đất nước khó khăn, Phật giáo cũng chung số phận. Đó là mối quan hệ biện chứng giữa đạo đời. Do vậy, ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng, nhà nước đã coi trọng và đảm bảo tín ngưỡng tôn giáo là chính sách chiến lược nhằm đem lại cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho đồng bào tôn giáo, trong đó có tăng ni Phật tử. Từ mấy trăm năm qua, chùa Pháp Ấn đã là một ngôi chùa linh thiêng, là cơ sở tín ngưỡng của dân làng địa phương và là nơi gửi gắm tâm linh của những người con Phật. Từ năm 2014, được sự đỡ đầu của Thượng tọa Thích Quảng Thiện và Đại đức Thích Phục Pháp về chăm lo cảnh Phật, Đại đức đã đem hết tâm huyết của mình vào xây dựng và tu tạo cảnh quan. Nhờ ông Ân Tam Bảo gia hộ và sự quan tâm của các cấp chính quyền sở tại, chùa Pháp Ấn đã được từng bước trùng tu tô tạo ngày một trang nghiêm và tố hảo. Đến nay, các công trình cũng đã dần đi vào ổn định để phục vụ cho nghi thức của thiền môn được đầy đủ. Vì thế, cho nên hôm nay, chùa Pháp Ấn đã đủ duyên lành hội tụ đại đức cùng chính quyền và nhân dân tín đồ Phật tử tổ chức đại lễ đúc đại hồng chung. Bởi tiếng chuông chùa đối với người Việt từ lâu đã trở nên gần gũi thân quen, thậm chí có khi trang chứa sự màu nhiệm của sự linh thiêng. Tiếng chuông chùa mỗi buổi chiều hôm và khuya sớm đã đánh thức bao tâm hồn còn ngủ vùi trong danh nợ để hướng lòng đến với con đường chân thiện mỹ, đã cứu rỗi những tâm hồn lầm lạc đường lối, biết quay về bờ giác trong dòng đời sinh tử phù du. Nhưng có lẽ ý nghĩa nhất chính là nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên ơn
đức của chư Phật, chư Tổ sư đã đem ánh sáng Phật pháp nhiệm màu tới cho chúng ta. Ơn đức của Tổ tiên đã sinh thành nên ta. Và điều quan trọng nữa là để bảo tồn và kế thừa một nền văn hóa tốt đẹp của cha ông, giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong cuộc hội nhập với thế giới. Trong tinh thần đại hoan hỷ và thành tâm của buổi lễ hôm nay, thay mặt cho lãnh đạo chính quyền địa phương, tôi kêu gọi các cấp các ngành hợp cùng nhân dân Phật tử gần xa tích cực hỗ trợ công việc đúc đại hồng chung chùa Pháp Ấn, cũng như công việc trùng tu cảnh chùa ngày hôm nay sớm được thành tựu viên mãn. Xin kính chúc các vị được an lành trong sự gia hộ của Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý khách. Xin cảm ơn. Tôn thiền đức, kính thưa được quý vị, chắp tay lòng tự hứa với lòng yên tĩnh, tâm hồn lắng sạch trong, hướng về mười phương chư Phật tổ đạo tình sưởi ấm những hoài mong. Với lòng thành kính của chư tăng ni Phật tử, chúng con xin thành kính cung thỉnh đại đức Thích Bảo Đức đại diện cho tăng ni Phật tử đã về tham dự và chứng minh lễ đức đại hồng chung chùa Pháp Ấn ngày hôm nay, lên tuyên đọc ý nghĩa công đức của việc đúc chuông. Xin cung thỉnh cung kính giới thiệu và thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thỉnh đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị quan khách cũng như tất cả nhân dân xa gần, trong buổi lễ ngày hôm nay được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin được đọc ý nghĩa và công đức đúc chuông trong buổi lễ ngày hôm nay. Quý thưa quý liệt vị, tiếng chuông chùa là một trong những tặng phẩm vô giá của kiếp phù sinh đầy dẫy những bon chen danh lợi. Và cho đến khi góp danh lợi bùn pha sắc sắm, ta mới giật mình nghe tiếng ai hòa lẫn tiếng chuông chùa ngân nga trong đêm thanh vắng, nghe lòng thánh pháp tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Theo truyền thuyết cho rằng hồng chuông là do hòa thượng Chí Công khởi xướng và vua Lương Võ Đế thực hiện để cầu nguyện cho các thần thức bị đọa trong chốn địa ngục mà người Hoa gọi là chốn U Minh. Theo niềm tin cho rằng tiếng chuông vang có thể thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sinh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chuông này liền được giải thoát. Lại nữa, tiếng chuông thanh thoát của chùa có thể giúp cho loài quỷ đói được nhẹ bớt lòng tham lam sân hận mà giải thoát khỏi kiếp ngã quỷ. Ở các ngôi chùa Việt Nam hiện nay cũng như các chùa Trung Quốc thời xưa hoặc các chùa thuộc các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Nhật Bản, Triều Tiên thường có quả chuông lớn để thỉnh vào hai buổi sáng tối trong ngày khi cầu nguyện. Giờ thỉnh chuông buổi sáng từ lúc 4 giờ hoặc trước thời công phu buổi sáng. Thì theo quy định của mỗi chùa, người thỉnh chuông vừa đánh tiếng chuông vừa lưu bài kệ: nguyện thử chúng thiên siêu pháp giới, thiết viêu ám tất doi văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, chúng sinh nhất thiết chúng sinh thành chính giác. Khi tiếng chuông vừa được thỉnh lên thì giới có địa ngục tội nhân được tạm ngưng hành phạt, và nhờ tiếng chuông này mà có thể thức tỉnh phần nào những người chết bụi, chết bờ, sống bất vượng, cần sự trợ duyên của các bậc cao tăng. Giống như ở cõi trần, nhiều người cõi lòng đang nặng trĩu với trăm mối tơ lòng,
Thế mà một tiếng chuông chùa vào buổi hoàng hôn có thể làm họ thức tỉnh dân như vạn kiếp. Do đó, tỉnh chuông không hoàn toàn mang ý nghĩa cứu vớt những người đã chết, mà chỉ là trợ duyên cho những ai có duyên lành với Phật Pháp mới tỏ ngộ quay đầu, như câu kệ thường được đọc trong các thiền lâm: tiếng chuông cảnh tỉnh thiên thu mộng, niệm Phật tiêu dao vạn kiếp sầu. Trong cuộc sống vô vàn những tất bật lo toan của dòng xoáy cơm áo gạo tiền chi phối, có bao giờ chúng ta để lòng mình thanh thản ngước từng âm vang tiếng vọng chuông chùa trong một không gian lắng đọng? Nếu chưa, thì bạn hãy một lần tìm về với chính mình, chính cái bản thể nhất như nguyên mẫu, không tạp nhiễm trần lao, không say men ái dục, mà đã vong thân đối với mỗi người chúng ta như vô tình không hay biết. Tiếng chuông chùa như đối với chúng ta là một tiếng động thiêng liêng chuyên trở tâm thức con người ta ra khỏi sự đam mê nạn hụt, không biết chán trường trong biển ái sông hà. Công năng diệu dụng của tiếng chuông không chỉ đơn thuần là sự đánh thức cõi lòng đang lưu vong trên đất khách, mà nó còn là sự hiện thân chắc tuyệt của lòng từ bi thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Dường như tận trong nhiều sâu ngõ ngách tâm hồn mỗi con người có sự hiện hữu của một kho tàng vô giá trưng bày những sắc màu tiếng vọng nhiệm màu. Và đó phải chăng là tiếng lòng thánh thiện, tiếng nhiệt đập hướng thượng của con tim hòa cùng chủ âm khơi nguồn chuông chùa có sứ mệnh phục sự phúc tài hoàn ca cho người tìm về cố quốc? Chính vì công năng và diệu dụng của quả chuông lớn như vậy, nên Phật tử chúng ta hãy cùng nhau chung tay xây dựng một chốn già lam trang nghiêm thanh tịnh, làm chùa tô tượng đúc chuông ba công đức ấy thật chuông nên làm. Kính thưa toàn thể quý Phật vị, thưa toàn thể đại chúng, ở hôm nay là trong buổi lễ đúc đại hùng chung chùa Pháp Ấn, hai lời chư tăng chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị lãnh đạo cũng như toàn thể nhân dân xa gần một ngày an lành, và chúc cho buổi lễ được thành công viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát các đại chứng minh. Nam mô bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng chúng con xin đề đầu đảnh lễ tiên công đức đại đức đã hoan hỷ về tham dự chứng minh và đã cho đạo tràng chúng con biết về cái ý nghĩa của công đức đúc chuông. Chúng con xin kính chúc đại đức pháp thể kinh an kệ đăng thường chiếu thật sự viên thành. Nguyện đem tâm thành kính rời theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo, thể trọn đời giữ đạo theo Phật pháp làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiến cố xa bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giác, giới hướng đỉnh hướng dư tuệ hướng giải thoát chi tiến hương, quang minh vân đại biến pháp giới phổ cung thập phương vô lượng Phật. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Phật
đang chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang chúng ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang chúng ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê não nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình độ. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang chúng ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Đang chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê não nề, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình độ. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta, gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta, bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang chúng ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang chúng ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang nhân công đức của các cấp chính quyền, quý vị Phật đã đáp lời mời của chúng tôi về đây tham dự. Sự hiện diện của quý vị đã thể hiện tinh thần gắn bó keo sơn giữa đạo Pháp và dân tộc. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thiện duyên trong cuộc sống và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin chân thành gửi đến các cá nhân, gia đình, các công ty, doanh nghiệp, quý vị Phật tử xa gần lời tán thán công đức. Vì chính nhờ sự hảo tâm hộ trì tam bảo của quý vị mà chúng tôi đã tổ chức thành công buổi đại lễ Đúc Đại Hồng Chung ngày hôm nay. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị và gia đình luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, vạn sự cát tường như ý. Xin trọng kính mời các vị lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân chúng ta sẽ ở lại để dùng bữa cơm thay thân mật chúc mừng cho buổi lễ được thành công viên mãn. A Di Đà Phật.